Đi sai nhưng lại hồ báo, biết bố mày là ai không? Bằng cái kết. Rồi. Vâng, một chút nữa thôi thì đã xảy ra một tình huống va chạm giao thông rồi. Như vậy là một chiếc ô tô con đang quay đầu thì bất ngờ gặp hai đối tác là đi ngược chiều. Đấy. Nhưng sự việc chưa dừng lại đây, và chúng ta cùng xem. À đây rồi, như vậy là người đàn ông ngồi phía sau chiếc xe gắn máy vừa rồi đã đi tới rồi. Anh đang quát rất to đây. Rồi tài xế đi xuống rồi. Vâng. Ui. Rồi sau đó hai người đã ngay lập tức lao vào nhau để giao lưu võ thuật. Người đàn ông ngồi đằng sau xe máy mặc dù nhỏ con nhưng đang rất là hùng hổ đây. À, anh bỏ mũ bảo hiểm rồi. Đấy chà. Anh đi sai nhưng anh cực kỳ hồ báo luôn. Đấy, anh đang bảo đây, tao nhà gần đây, mày biết tao là ai không rồi nha. Như vậy là có một người dân ở gần đấy đã ra căn ngăn. Người đàn ông mặc chiếc áo màu xanh sọc. Rồi vẫn đang lời qua tiếng lại đây. Sau đó bất ngờ thanh niên người đàn ông ngồi sau xe máy cầm mũ đã phang luôn vào người dân ra căn ngăn. Đấy. Và sau đó thì ngay lập tức tài xế đã ra cho anh 2-3 trưởng Kametoko anh nằm luôn nha. Mặc dù anh đi sai nhưng anh lại cực kỳ hổ báo nha. Đấy. Người dân ra căn ngăn thì anh cầm mũ anh phang luôn nha. Sau đó rất nhiều người dân nữa đi ra thì cuộc nói chuyện đã kết thúc, ai về nhà đấy. Có lẽ là vẫn đang bất phân thắng bại đây. Các bạn chúng ta đăng ký kênh Tôi Tin Tức để cập nhật những video mới nhất, hay nhất và nóng hổi nhất tại Việt Nam.